Duyên là em làm make up thì em đi quay cho bạn Trịnh Tuấn Vĩ, là bạn của bạn này. Mình làm make up là mình sẵn phải người tới trước, rồi mình gặp mọi ekip là mình phải chào hết tất cả mọi người. Ai cũng gật đầu chào, riêng bạn này mặt bơ, không chào. Mặt ổng căng mà. Mặt chằm chằm luôn, không nói tiếng nào hết. Ghim chị, em ghim liền, em ghét cái thái độ liền. Lúc đó là anh ấy râu ria có sọp dạ xoàng không, gì không? Hồi lúc đó cũng để râu quay nón nhưng mà không có để râu nhiều như vậy. Đó là cái chiêu cô gái của em. Em để ý đối tượng nào là em sẽ lạnh. Em sẽ không có gọi là áp sát hay là tấn công liên tục. Lạnh tanh luôn vậy đó. Dạ. Thực sự là như vậy nè, em đã ấn tượng với cô này rồi, dạ, đúng không? Cho nên là bắt đầu khi mà thấy đối tượng giống như săn mồi, báo đi săn mồi á. Thấy đối tượng rồi là bắt đầu xài chiêu liền đúng không? Lạnh bơ luôn. Em liền, bơ em liền. Rồi bây giờ nè, bên này lạnh lùng không chịu nói chuyện với người ta. Còn bên này nhìn lạnh lùng quá thấy ghét, không thèm quan tâm. Vậy sao mà có thể là nói chuyện với nhau? Mục đích của em là muốn cho bạn này ghét em mà. Rồi sao nữa? Rồi cái chiêu tiếp theo của em là gì? Là em sẽ nhờ bạn em kiếm được thông tin bạn này, em sẽ nhắn tin tấn công từ từ. Tại vì lúc mà ghét em rồi đó là em biết em thành công rồi. Ghét là có nghĩa là đã ấn tượng rồi. Dạ. Thành ra là khi mà em nhắn tin là biết ông nội nhiều râu đó chứ không ai hết trơn. Ngày hôm nay đi quay về em có mệt không? Có dịp thì cùng anh em ekip đi ăn uống. Và chia sẻ công việc tiếp theo. Quay là tới 12 giờ đêm 1 giờ rồi mới đi ăn thì ngồi xếp sao xếp bạn này ngồi bên cạnh em. Bạn bị hỏi em câu trước, em có bồ chưa? Em chưa có bồ thì quen ai cũng vậy, quen bạn anh chó đỡ tội. Trước khi mà em gặp Vinh Liễu thì em quen bao nhiêu cô? Em có bao nhiêu mối tình rồi? Cái này chắc để vợ em trả lời đi. Một ngày đẹp trời rủ em ra quán cà phê, ngồi nguyên một bàn toàn mấy em hot girl không. Xong quay ra đây bạn gái anh, em muốn đứng hình luôn. Tuyên bố luôn vậy? Dạ, tuyên bố ngang vậy làm em bị sựng quá mà trời. Không hề có một cái động thái, không hề có một cái sự thỏa hiệp nào trước đó. Dạ đúng rồi, không nói gì hết trơn á. Nhưng mà cái lúc mà em quen với bạn này á, dạ, em đã có bạn gái chưa? Cỡ 3 người. Quen một lúc là 3 người. Dạ. Rồi em chia lịch làm sao? Đó, em lâu quá em quên luôn. Có lần nào bị đụng lịch chưa? Dạ không. Vậy là em quá siêu rồi. Bao giờ gọi lộn tên không? Dạ không, nói chung là em kêu bà xã hết. Gặp ai em cũng kêu bà xã hết. Hay quá, kinh nghiệm, trời ơi. Nhưng mà đến bao lâu thì em mới dạt hết 3 cô kia ra? Thì cũng từ bữa đó luôn á anh. Thì em đang ngồi với cô gái đó uống cà phê. Vợ em mới gọi điện thoại cho em hỏi em đang ở đâu. Thì em nói là em đang ngồi quán đó. Nhưng mà em xác định rồi, Vi là chính. Là nghĩa là em tư tưởng trong đầu em là chính. Bà chánh đó, còn mấy kia bà Thứ thôi, dạ. Thứ Phi. Thì Vi giờ mới xuất hiện là em cũng nói luôn, đây bạn gái em. Em chỉ bạn kia này là em gái. Rồi mấy bạn kia phản ứng sao? Rồi, trời ơi chị ngồi một cách rất là bình thường. Còn lúc đó em còn nhớ là bạn đó còn gọi là chăm sóc chỉnh chu cho bạn này nữa. Kiểu tôi nói mấy ông đàn ông đừng bao giờ có cái chuyện em gái mưa hay chị gái mưa. Đúng rồi đó chị. Chị cái gì? Chị gái mưa có luôn. Thúy Nga. Sao hoài vậy? Thúy Nga, em có biết danh này Thúy Nga không? Là chị gái mưa của anh Bin. Đừng có nghe lời cô ấy nói. Không hề có gái mưa, gái ướt gì chân. Là cái ngày đó là ngày chính thức là chưa? Dạ chưa. Kể từ ngày đó đến bao lâu thì hè mới chính thức quen nhau? Bữa đó là đám cưới của anh Lý Hải, là vợ em làm. Vợ em mới đi chụp hình cưới, cái show đó là đi tới mấy ngày lận. Thì em biết được thông tin đó, biết là sẽ tới có mặt ở tại Sài Gòn vào khoảng 4 giờ sáng thì em mới nhắn tin là em đưa đón. Thì trong quá trình em đi là đang đi giữa chừng em nói em đau bụng quá. Em cần phải đi giải quyết cái vấn đề đau bụng của em. Và em hứa là do đó anh chỉ đi giải quyết thôi, không làm gì em hết. Lý do chính đáng mà anh. Mình cũng phải diễn với chị. Chắc em lấy phòng xong rồi em đi thẳng vô toilet luôn. Ngồi cũng đó em bấm điện thoại cỡ 5 phút em ra. Bữa đó là mấy giờ sáng hay là buổi trưa hay buổi tối hôm sau em mới đưa bạn này về? Dạ chiều. Chiều mới trả về cho phụ huynh đúng không? Dạ. Chị có mời về nhà ở luôn không? Hốt chứ mời, bây giờ là phải hốt thôi. Hốt ghê quá. Đẹp quá mà, bỏ bao nhiêu công sức để cua mà. Cái này là chị Vân nói đúng rồi đó, đúng nghĩa là hốt luôn á chị. Đúng không? Là kêu em là đi về nhà, ý là đi xuống thăm mẹ của ảnh thôi. Chở một hơi về nhà xong rồi kêu ở nhà, xong rồi kêu của chị á lấy chìa khóa ra ngoài nhà của em hút sạch sẽ đồ mang về luôn. Mà cũng không hỏi ý mẹ đâu nha chị. Khi mà mẹ thấy em hút cái hàng này về là mẹ ok liền không? Chứ chị là chị ok liền đó, chị thấy cái mặt dễ thương quá trời quá đất luôn. Thật sự thì mối quan hệ thì em cũng nhiều, nhưng mà thật sự đưa về gia đình thì chỉ có 3 người thôi. Mà mẹ ưng người này nhất. Cuối cùng là mẹ ưng cô này không? Dạ. Có trắc trở gì không? Dạ nếu mà lúc yêu thương nhau thì quen, lúc thời gian quen á thì cũng không có biến cố gì, cũng chỉ là cãi vã lặt vặt. Nhưng mà chỉ có là ở trong nhà chia phe. Tại vì thời gian em ở nhà chồng em lúc chưa cưới á, thì cũng khoảng 1-2 tháng hả? Gốc 1-2 tháng thôi. Thì cứ mà ba chồng thì bên em còn mẹ ảnh thì bên ảnh. Mỗi lần mà hai đứa chửi lộn là hai ông bà chửi nhau, hai phe, hai ông bà hai phe rõ ràng luôn. Ba chồng em rất là thương em luôn. Mỗi lần mà em đi show là ba chồng em dắt xe ra, xách đồ lên, cắm chìa khóa để em chỉ việc leo lên ngồi và đi thôi. Mỗi lần mà chửi lộn là sáng hôm sau là ba ra sẵn cái ghế đá ngồi chờ sẵn em đó. Xong rồi ba kêu là lại đây ba nói nghe nè, nó tính nó vậy đó thôi con đừng chấp nó. Còn trong kia là nói là con trai tôi cưng vậy đó mà nghĩ sao vậy, vậy đó là không, là chửi lộn nó nhau. Sợ con trai bị ăn hiếp, sợ con trai nó bị ăn hiếp mà nó khờ khạo cưng lắm anh ơi. Cái lúc mà về nhà chị em bị bất ngờ rất là nhiều, tức là mình nghĩ là cái mặt như vậy mà đâu có đến nỗi mà gọi là bé bỏng mong manh dễ vỡ đâu chị. Về nhà câu đầu tiên em sốc nhất luôn, em về trước em đi xuống cái này nè, mấy đứa im cậu ngủ. Mẹ hả? Mẹ dạ, hả? Mẹ chồng á, để cậu ngủ mà chị biết ở trên lầu mà ngủ dậy xong á chị, cái này nè, cậu dậy mấy đứa. Trời ơi vậy hả? Trời ơi vậy luôn, rất là cưng. Có ai nhõng nhẽo mẹ không? Trời ơi nhõng nhẽo mẹ, nhõng nhẽo vợ. Em kể một cái hình ví dụ như thấy một cái hình hài như vậy mà nhõng nhẽo mẹ, tôi không biết là làm sao. Mẹ chồng em thì cũng cỡ cỡ chị Vân vậy đó, đang đi làm ở ngoài đường, vừa gạt cái chân chống xe vô cái là thấy mẹ ngồi chạy xa vô, đưa chân coi nằm dài xuống luôn, gãi lưng, kêu gãi lưng đi mẹ, gãi đầu đi mẹ, vậy đó. Cưng vậy. Dạ. Đã quá. Không phải một mình mẹ chồng đâu, tất cả các chị trong nhà cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa luôn. Là ảnh là con trai một? Dạ không có đâu, con trai út thôi. Ăn mà ai mà nói lớn tiếng là mấy đứa bay không được nói nghe chưa, để cho nó ăn. Để cậu ăn. Dạ để cậu ăn mấy đứa không được nói. Tức là cậu để râu á, là cậu che đi cái sự mà nhõng nhẽo, cái sự mong manh dễ vỡ. Dạ đúng không? Đúng rồi. Em cũng một chàng trai thơ sinh trong lòng của mẹ đúng không? Dạ. Anh trai của em á là cái hình nền đó ở ngoài á, dạ, nó có dữ dằn như em không? Anh trai em là lông chân còn không có luôn. Nói chung là em xăm nhiều, tại vì công việc của em thôi. Em để râu nó là cái hình tượng em thích. Chứ thật sự bên trong em nó che đậy những cái gì nữa anh. Rất là yếu điệu. Dạ. Nó dễ nói. Nghe nè, hai em quen nhau bao lâu thì cưới? 3 năm hả Gấu? 3 năm. Em kêu bằng Gấu hả? Dạ kêu Gấu đó, chứ mà ví dụ mà lúc nào mà hai đứa mà kêu tới tên là lớn chuyện lắm rồi đó mới kêu tới tên. Sẵn đây kể luôn tật xấu của cậu đi. Cái giai đoạn mà chưa cưới á là kiểu tụi em ở nhà khoảng 1 tháng mấy 2 tháng là bắt đầu là tụi em ra mở tiệm làm luôn, tới bây giờ là làm chung với nhau. Đúng nghĩa cậu luôn á, là vợ take care mà rồi á hả, nóng tính nè, rồi khó chịu mà hả, xấu ăn xấu ngủ xấu đủ đường luôn. Ví dụ như mà em nấu cơm rồi chẳng hạn đi, mà về vừa nhà cặp cái xe xuống, vợ ơi múc cơm, đếm 1, 2, 3 chú cơm ra đường mua ổn mì quất liền. Cậu nói cậu xỉu cọc chứ mà giống như là em đến mức độ bây giờ. Cậu cũng ăn kịp đây nè, đây cũng vậy, đói là tù quyết. Hoa mắt hoa đó. Hiểu đó. Dạ. Ủa xấu ngủ là sao? Xấu ngủ là ví dụ giống như là mình tới giờ công chuyện mà làm là kêu đúng không? Không được tới mà dỗ, nhưng mà kêu anh vậy là anh ơi, Gấu à, kêu từ từ nha, không được kêu vậy nha. Nếu lỡ mà kêu mạnh thì sao? Ngồi dậy chửi luôn á. Ngồi dậy chửi luôn á. Không hết hồn á. Kiểu hết hồn á. Cậu vỡ tim. Dạ đúng rồi, cậu mong manh lắm. Anh này thì sợ độ cao, chỉ ngủ ở dưới nệm thôi. Sợ độ cao. Dạ, giống như là em là con trai còn chồng em gái vậy đó chị. Báo đen, ông xăm báo đen chi vậy trời. Thì chị biết lúc mà ngủ á là hả, anh nằm bên tay này, em nằm bên phải, đang nằm ngủ á, rồi là đang nửa đêm ngồi dậy giả những cái bóp một cái. Vợ đau á, ngồi dậy hỏi sao, nói không mớ ngủ đi. Đã 3 lần em bị tới bây giờ, nó nói 1 lần nữa là cho ông ngủ riêng đó. Chị tưởng tượng là cái nệm em ở đây thì cũng chắc khoảng bằng tới anh quay phim á, dứt em một đạp văng từ đây ra tới quải luôn. Trời ơi em bị gì? Em đi quay phim á, mà quay phim cổ trang kiểu chiến tranh á, tối em ngồi em edit clip á, cái em bị nếu nhảm trong đầu á, tối em ngủ em bị ám ảnh. Cho nên mơ đúng không? Dạ em mơ, em đạp biết rồi, nhưng mà chẳng lẽ giờ nói xin lỗi em mất nét. Mất nét quá. Mất nét hết. Để bộ mơ ngủ tiếp. Mơ xong rồi đi lụm vợ mất nét. Lần cuối cùng là hả, lúc đó em mới sửa mũi, tối đó dựng một cái đội phim là đánh đấm ghê quá, dứt em một giọng luôn, giọng một cái đùng một cái vậy đó. Xong cái con ngồi vậy nói là may ghê á, anh đấm tay trái đấm tay phải chết em rồi. Nhưng bây giờ còn không? Bây giờ không chị, bây giờ có baby nằm bên đó thì hả, ngủ là tự trắng một cái gối ôm thiệt là bự, xong rồi chồng thêm 2 gối, xong chị khoác qua dịnh trúng vợ thôi. Dạ để em là mấy bé? Dạ em mới 1 bé thôi. Một bé thôi. Dạ 6 tuổi rồi. 6 tuổi. Cậu có gọn gàng không? Wow, không hề gọn gàng một chút nào luôn. Lúc mà quen nhau là bảnh tỏn như vậy, nhưng mà không phải trong trang phục này ha. Lúc về nhà tao nói quần đùa áo là xốc xa xốc xếch. Em nói là bây giờ anh đi ra đường sao cũng được, nhưng mà anh phải đẹp cho em. Tại vì á, anh đi ra đường anh xấu là người ta không có nói anh, người ta nói em không chăm anh, để cho anh lôi thôi lết thích. Mà chị biết mỗi lần em đi show á, xong nhắn những tin nè, đi cho lâu vô đi, về nhà như cái chuồng heo là chị tin là nhà là 2 lầu, là từ dưới là móc chị quần áo móc từ dưới móc lên trên lầu, móc hết lên trên phòng, giả giống như là mấy ngày cái tiệm đó. Đồ sida sao là vậy á chị. Xong rồi một lần em tức quá em mới viết ở trong phòng em này nè, đứa nào bày đồ đứa đó làm chó. Em sủa luôn, em sủa không cãi đó, mất nét luôn, mất nét luôn. Công lao gầy dựng, dạ, tạo nét, xong cuối cùng vì làm biếng không chịu dọn đồ mà mất nét. Còn một tật xấu còn kinh khủng hơn nữa, ngủ dậy là không ai được đụng vô hết, ngồi thụn mặt ra luôn á chị. Tức là em thì kiểu như thấy trong nhà, anh dậy hả, ăn gì không, anh uống gì không, là quay qua xả cho một trận chửi xối xả luôn chị. Mà khó chịu mà nóng tính mà quát luôn hả? Là quạt luôn á. Lý do là tại vì hồn hay sao? Đúng vậy? Rồi đó, ngủ dậy không có em làm hồn. Việc nhiều quá em chưa reset được, mới ngủ dậy em còn bê 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 nhập về. Là hồn của cậu nó còn nhức dây. Dạ đúng rồi, là ngồi im vậy đó, ngồi thơ thẩn một tiếng, nửa tiếng, một tiếng, xong rồi lúc đó muốn cái gì tự lại kiếm chứ đừng kiếm ảnh. À hay quá. Bây giờ đẻ ra bạn nhỏ cũng y chang, ngồi ngủ dậy cũng thộn ra vậy đó. Hai cha con ngồi thộn. Giờ em nói là em có 2 đứa con, một đứa con nữa hả 20 mấy ký, còn đứa con thì 100 mấy ký. Vậy là bạn nhỏ đi học á, 7 giờ vô học là phải gọi từ 5 rưỡi. Dạ đúng rồi, nửa tiếng. Dạ nửa tiếng ngồi thộn đã. Rồi bắt đầu 6 giờ bắt đầu mới. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Rồi bây giờ tới em đó Huy. Dạ. Cậu bật lại đi cậu, tạo nét cậu. Thật sự thì phụ nữ người ta cũng có một cái tật lớn nhất là nói nhiều. Thì em chỉ sợ nhất là đó thôi, nói nhức đầu lắm. Mà nói nhiều mà có lèm bèm không? Đợi lúc nào em mệt á, hay là em vui, xen vô. Giống như là không có nói một lần, rồi không có nói liền, cứ gom lại một đống rồi đó. Còn một ngày đẹp trời, rồi ngồi bươi rồi nói hết luôn. Đó, mà đôi khi có những câu chuyện mình không nhớ luôn. Dạ đúng. Có bao giờ gì không? Dạ. Ghê lắm. Nhưng mà 2 vợ chồng ai nóng tính hơn? À, bạn này nóng tính hơn. Bạn này nóng tính hơn nhưng bạn này dễ nguội hơn. Còn em nóng tính hơn nhưng mà em không dễ nguội. Cái nóng tính của cổ bạn cỡ nào? Bạn kỹ tính nữa đúng không? Dạ, rất là kỹ luôn. Cái là cái ưu điểm của vợ em, nhưng mà em lại nhìn nó là khuyết điểm. Giống như là khi mà gây lộn với nhau đi thì em cần tranh luận để giải quyết vấn đề. Nhưng mà em nói không, còn này ngồi im mặt kênh em không nói lại. Tức có một. Dạ, mình tức lắm. Lúc đó tại vì anh hiểu em rồi, tức lắm rồi. Dạ đúng rồi, thì em nói quá trời luôn, ngồi mặt kênh em là nhìn. Tại vì tiệm của em á, gương rất là nhiều. Mỗi lúc mà cãi lộn chị hỏi em câu là em nhà gương nhiều, em thử nhìn cái mặt em trong gương, mặt em láo lắm luôn á. Em cũng không cãi lại luôn. Bạn này cứ sổ, bây giờ cãi lại chỉ có gào thét lên thôi chứ cũng không giải quyết được vấn đề gì. Mà lúc bình tĩnh mà nói là ông kêu là quá chuyện rồi mà sao mà nói. Có thói quen đập đồ nữa, nhưng mà bỏ luôn rồi. Giờ hết rồi phải không? Có con cái tự nhiên em quy nó ra sữa, ra tả ra hết dám đập luôn. Cứ một cái điện thoại là mấy hộp sữa. Thực ra ông nào cũng tâm lý, ông nào cũng nghĩ vậy nè. Khi mà mình nói là vợ phải trả lời, đừng có im lặng. Ông nào cũng mong muốn điều đó, nhưng mà thực sự nghe nó trả lời là cái cơn nóng em lên nữa. Khơi nguồn yêu thương mà để nói tiếp mà. Có nghĩa là bây giờ nói tới cục đường rồi, bây giờ phải chờ đối phương nói một câu đặng mà tìm cái nguồn khác đi. Dạ nói đúng nữa là bắt đầu là nó mở đường nữa. Bởi vậy em mới nói nãy là cái đó là cái ưu điểm của vợ em, nhưng mà do cái tính em nó thành khuyết điểm. Rồi bây giờ em mong muốn Huy Trần thay đổi điều gì? Thật sự thì hai vợ chồng em cũng có đôi khi cũng xích mích, nhưng mà giải quyết được hết rồi. Không mong muốn thay đổi, đừng kỹ tính quá hay đừng có lèm bèm cậu quá. Cái tánh cậu vậy rồi. Không, bây giờ em quen luôn rồi. Khi không lèm bèm thì không nói. Dạ đúng rồi, giờ quen luôn rồi. Rồi giờ Huy mong muốn cậu thay đổi điều gì? Em cũng không muốn chồng em thay đổi gì đâu. Nếu mà chồng em không vậy thì em không chọn chồng em. Bản tính của em cũng cá tính, cho nên em phải kiếm được một người nào phải cá tính hơn em mới được. Chứ còn mà ví dụ mà bạn nào mà hiền quá chắc không ở được với em đâu. Còn nếu mà để thay đổi thì công việc của vợ chồng em á, 2 đứa em như là mặt trăng với mặt trời vậy á, để có một bữa cơm ăn chung thì chắc khó lắm. Em chỉ muốn là sắp xếp làm sao để có 2 vợ chồng mà có thể mà dành cho nhau nhiều thời gian hơn thôi là được. Kể cả con em cũng vậy, như bình thường á, con nít người ta á, là cuối tuần được đi chơi. Còn con của tụi em á, sẽ được đi chơi vào những ngày bình thường. Bởi vậy lúc mà đám cưới á, là lúc mà biết tin là em có con á, là bạn này nói là bây giờ 1 là em chọn sự nghiệp, 2 là em chọn gia đình. Thì em mới nói là không, em chọn cả 2. Thì bạn này tuyên bố là nếu em chọn cả 2, em phải đảm bảo được cho con thì em em hãy lo tới công việc của em. Em nói sure, ví dụ bây giờ em đi làm được 10.000 hay hết 9.000 lo cho con, 1.000 còn lại em vẫn đi làm. Tại vì em không thích ở nhà, em không thích chỉ lo lẫn quẩn trong nhà. Đúng rồi. Với lại bây giờ, thời buổi bây giờ mà nếu mà một người đi làm chắc chắn không bằng hai người đi làm rồi. Ít nhiều gì nó cũng đỡ ở phần nào. Okay. Đó là cái mà hai chồng em cãi lộn nhau nhiều nhất luôn á. Thì nhưng mà bây giờ ổn chưa? Dạ ổn chứ, cãi lộn biết cũng phải có điểm chung thôi.